như mấy PAP em làm có một ca khi quay xong một ống chiết tách đẹp, một ống bị màu hơi hồng là do vỡ ống cầu lúc lấy máu hay lúc quay thầy? Chịu. Thì là nó vỡ ống cầu thì có thể là do lúc lấy máu, có lúc quay là mình làm sao mà biết được. Em cái đấy em phải nắm rõ, như ví dụ như em quay nó bị rung hay là nó như thế nào để nó vỡ thì nó dẫn đến cái tình trạng nó bị hồng như thế, hoặc là lúc mà em lấy máu thì nó bị, hoặc là nó sẽ có một cái nữa là nếu như mà sau khi mà ăn cơm xong ấy, ăn cơm xong mà làm luôn nó cũng sẽ bị cái đấy. Thường nó sẽ có cái màu nó đục vẩn vẩn đục đục. Thường nếu mà chúng ta làm PAP ấy thì sau ăn cơm xong tầm 1 tiếng thì chúng ta hãy làm. Nguyễn Thu Hà, bác sĩ Ngọc chia sẻ về cách xử lý sẹo rỗ sau trứng cá. Sẹo rỗ sau trứng cá thì chúng ta vẫn làm theo cả 3 bước mà mình hay chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là chúng ta phải tách sẹo sẹo trước cái đã. Xong khi mà tách sẹo sẹo xong thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta kích thích tăng sinh collagen. Sau khi kích thích collagen thì chúng ta bắt đầu chúng ta là sẹo. Đấy là 3 bước mà em có thể làm. Thì cái tách sẹo sẹo thì em sẽ phải dùng cái kim, gọi cái kim Noco ấy. Cái kim đấy chuyên để mà tách sẹo sẹo. Nếu mà sẹo mới thì không cần, sẹo dưới 1 năm thì không cần, em cho lăn kim luôn được. Nhưng mà sẹo đã trên 1 năm mà cái đáy sẹo nó chuyển sang màu vàng, à màu 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 như màu của da rồi ấy, thì lúc đấy em bắt buộc em phải cắt, phải tách sẹo sẹo. Nếu mà không tách sẹo sẹo thì nó không có hiệu quả đâu, bắt buộc phải tách sẹo sẹo. Sau đó thì mình sẽ kích thích tăng sinh collagen bằng lăn kim hoặc là RF vi điểm hoặc là phi kim, thì mình có cái gì mình làm cái đấy thôi. Nếu mà không có công nghệ dùng cái kim lăn được, mua cái kim lăn. Nhưng mà nếu nhớ là mua cái kim lăn, kim lăn chuyên dành cho sẹo ấy, nó gọi là cái kim kim DNF hay sao ấy. Mình mua đâu 120.000 gì đấy, nó chuyên dành cho sẹo, chứ một số cái kim lăn mà nám ấy thì nó không lăn cho sẹo đâu. Một cái lưu ý nữa là khi mà tập trung vào sẹo ấy thì phải có cái sản phẩm là chất tăng trưởng, đấy chính là cái PRP. Thì đấy là những cái mà lưu ý khi mà chúng ta điều trị sẹo. Xem nếu mà em muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, em lên trên YouTube em gõ cái điều trị sẹo rỗ Dr. Ngọc thì nó ra những cái video mà mình nói rất là rõ trên đây. Có câu hỏi gì nó khác khác, nó mới mới không? Hỏi còn câu hỏi cũ, câu hỏi cũ những người mà mới mà lên mà còn sẽ có những người mà đã xem trước đấy rồi thì các bạn đấy sẽ biết hết rồi. Còn nếu mà các bạn mới có thể các bạn sẽ lên YouTube ấy. Trên YouTube mình chả giấu cái gì trên đó, là nó 140 cái video mọi người. Bất kể một cái lĩnh vực gì mọi người chỉ cần lên YouTube mọi người gõ, xong đó thì có những video thì nó sẽ lên top 1 luôn, có những video nó không lên top 1 được thì mọi người gõ thêm từ Dr. Ngọc chẳng hạn. Ví dụ là mọi người gõ điều trị sẹo rỗ Dr. Ngọc, điều trị sẹo lồi Dr. Ngọc, điều trị sẹo lõm Dr. Ngọc, rồi điều trị nám Dr. Ngọc, rồi điều trị tàn nhang Dr. Ngọc, rồi giảm cân, rồi giảm béo, rồi mở spa, kinh doanh spa, bất kể một câu hỏi gì mọi người cứ gõ xong nó thêm Dr. Ngọc nữa thì nó ra 140 cái video mà. Và bây giờ cứ mỗi tuần 2 cái, tuần nào cũng thế, nó cứ đều 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 đấy là marketing mà. Nhưng mà nó phải đều, mọi người nhớ là nó phải đều, chứ còn làm được mấy hôm xong dừng lại. Người nên nhớ là trong vòng từ từ Tết đến giờ mình video của mình nó vẫn cứ lên đều, thứ hai với thứ năm hàng tuần nó đều lên. Mai lại có một cái video này, mai có video rất là hay, hai hai cách để mà giảm béo ấy. Nhìn thấy không, nhìn người này giảm được 10 12 cân này, nhìn thấy không? Chuẩn bị cho giải VMM nên là bắt buộc phải giảm cân. Trước 76 cân bây giờ còn 64 cân, giảm 12 cân. Nên là nếu như mà so với ngày xưa là đã bớt được 12 cân thịt rồi. Mai chuẩn bị ngày tối mai bắt đầu lên Sapa để chạy đây 70 km. Nếu như mà ôm 70 cân thịt kia thì không thể nào mà chạy được, nên là bắt buộc phải giảm cân. Nên rất là nhiều người hỏi tại sao mà giảm kinh thế đấy. Chỉ mỗi ngày mai thì chuẩn bị 6 tháng trời chỉ cho mỗi một cái giải chạy này thôi, xong chạy xong rồi bắt đầu về tăng cân lại. Bạn Lệ, Lệ cốp trên bề mặt, Lệ copy à, đặt cái tên lại. Trên bề mặt da xuất hiện nhiều loại mụn và cách điều trị như thế nào để mình có thể lăn kim được luôn vậy thầy? Nhất là cái lăn kim điều trị mụn ấy, thì em sẽ phải cân nhắc là lúc nào thì mới được lăn, không phải trường hợp nào nó cũng lăn đâu. Bởi vì khi mà em lăn kim điều trị mụn nó có nguy cơ nó đưa vi khuẩn từ nơi này sang nơi khác và dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Và khi mà nó nhiễm khuẩn như thế thì mình sẽ, nếu như mà trường hợp nào mà không cần thiết phải lăn thì chúng ta không lăn. Chẳng hạn như là một số cái nốt mụn ở trên bề mặt ấy, thì hình như là mình có mấy cái bài về mụn hay sao ấy, mình lên lịch rồi chuẩn bị nó lên đấy, theo dõi trên cái page này nhé. Thì nó sẽ có phân loại các loại mụn này, bao nhiêu cái mụn thì là mức độ 1, bao nhiêu cái mụn thì mức độ 2, và với mỗi cái mức độ đấy chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc gì, cái thuốc bôi gì, uống gì. Thì đấy là hình như nó chuẩn bị 1-2 hôm nữa thì nó sẽ lên, mọi người theo dõi cái page này nó có.
Thế thì cái nếu như mà trên bề mặt nó rơi tầm 2-3 cái mụn thôi thì chúng ta chỉ cần lấy nhân mụn thôi. Bản chất của cái việc lăn kim nhiều mụn, điều trị mụn ấy, nó là tạo ra một cái lỗ để mà nó đưa cái sản phẩm nó vào trong đấy để nó tiêu diệt vi khuẩn, nó đưa cái kháng sinh nó vào trong đấy. Thì nếu như mà nó ít mụn thì chúng ta có thể là lấy nhân mụn. Thì khi mà lấy nhân mụn ấy, nó cũng đã tạo lỗ cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ dựa vào cái đường vào để chúng ta bôi. Những trường hợp mà nó kín quá không thể nào mà ngồi mà lấy được thì chúng ta có thể là dùng cái kim lăn, chúng ta lăn lướt qua một cái để nó tạo ra cái lỗ để nó thẩm thấu sản phẩm tốt hơn thôi. Thì những cái trường hợp đấy thì đối với trường hợp mà mụn nó rất là kín thì chúng ta mới làm kiểu đấy. Và đặc biệt là nó chẳng hạn như thường mình làm ấy, là những trường hợp mà mụn nó kín ở trên trán này thì mình bắt đầu mình lăn nhẹ thôi, xong rồi cho bôi cái serum kháng sinh vào. Nhưng mà nếu như mụn ở trên trán thì lăn trán đấy nhá, đừng có lăn trên trán xong lăn xuống mặt xong nó lại lan hết ở cỡ mặt này, như cái mặt nó hơi tối. Mọi hôm có đèn, hôm nay không có đèn ngồi nhỉ. Thì đấy là cái vấn đề liên quan đến cái lăn kim điều trị mụn, thì cần lưu ý nhá, không phải cái trường hợp nào cũng lăn đâu. Nguyễn Duyên thì cho em hỏi xin tên một loại HA để mix với PRP. HA mix với PRP thì trên thị trường nó nhiều lắm, nó vô vàn, em dùng loại nào cũng được thôi. Còn nếu như mà em hỏi cái nào tốt nhất thì anh cũng chịu, anh cũng biết được đâu. Còn em hỏi anh dùng cái nào ấy thì anh đang dùng một cái sản phẩm gì của Pháp, HA của Pháp. Em có thể là inbox với bác sĩ Linh để nhờ bạn ấy tư vấn nhá. Nó rơi vào tầm khoảng 800.000 cho một lọ 5ml hay sao ấy, thì anh thấy dùng rất là ổn, thì em có thể dùng cái loại đấy cũng được. Còn không thì trên thị trường nó nhiều lắm, mình dùng cái loại nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để nhận thêm những kiến thức mới nhất từ Dr. Ngọc, các bạn có thể kích vào hình tròn ở giữa. Các bạn cũng có thể là xem thêm một số video của Dr. Ngọc ở bên trái cũng như bên phải trên màn hình của chúng ta.